Hi, xin chào các bạn nha. Bây giờ mình sẽ vào quán Sài Thành Coffee ở đường Phạm Văn Đồng nha, địa chỉ là 362. Mình sẽ review cho bạn xem luôn. Nói gì? Đây đây là cái quang cảnh này các bạn, đây này. Đó, vừa rồi mình quay một vòng ở chỗ mình ngồi cho bạn xem nha, ra chỗ quán Sài Thành nè. Trên nhỏ nhỏ thì có cái quạt phía trên nè. Trong ngồi để sáng này nó mát lắm. Phía ngoài thì sẽ có những cái ghế bên ngoài đó nha các bạn. Lúc mà mát người ta để ra và ngồi đó luôn.